Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì trong tập trước, sau khi xây xong cái việc nghiên cứu thì mình cũng đã có rất là nhiều cái ADN của những em khủng long rồi nè. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem. Đó, 2, 4, 6, 7 em khủng long. Quá đã luôn. Thì tập hôm nay mình vẫn chưa đi vào hồi sinh chúng nó đâu. Mình sẽ chuẩn bị những cái công việc ngoài lề một tí nha. Ok, để mình qua bên đây lấy vật liệu cái đã. Thì tập trước mình cũng có may mắn có thêm được khá là nhiều kim cương sau khi đi mai, cũng như là cái số mà tích tụ trong tập 1 nữa. Đây, mình sẽ lấy ra và tiến hành chế tạo những cái tool trước cái đã. Chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp các cái tool bằng kim cương. Ở đây có cái frozen meat nè. Đây là thịt đông lạnh nha các bạn. Đây là thịt của kỷ băng hà đó. Các bạn có thể dùng để mà khám phá ra ADN của kỷ băng hà nữa. Và Scarab Game cũng là một cái vật phẩm rất là hiếm luôn. Nó có sức mạnh ngang kim cương và có thể đánh bại được người sói. Kinh khủng lắm. Có thể đánh bại được cái con xương nữa. Cái con xương mặt giáp nữa, ghê lắm. Ok, để bây giờ mình tiến hành chế tạo những cái tool trước cái đã. Rồi, cất đồ vào đây nào. Bấm nhầm. Mình sẽ tiến hành tạo những cái tool đầu tiên. Chắc sẽ là cái big axe đầu tiên rồi nè. Đây, diamond big axe. Tiếp theo đó mình sẽ tạo thêm một cái rìu kim cương. Ủa sao bấm không được vậy? Quên, phải để kim cương vào trong đây. Đó, cái xẻng nè. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo luôn cây kiếm kim cương nha các bạn. Mình cũng cần phải sinh tồn nữa mà. Ngoài ra để mình sẽ search xem công thức của những cái tool khác bằng kim cương luôn nha. Ở đây chúng ta có rất là nhiều ha. Chisel và cái wand. Ở đây mình sẽ tạo cây wand trước nha các bạn. Đây sẽ là cây diamond wand. Đó, và diamond chisel. Ngoài ra chúng ta còn có được cái diamond chest nữa nè. Wow, cái rương này thì thật cực kỳ bự luôn đó. Ok, để mình qua bên đây cho cái thịt đông này lên. Thịt của kỷ băng hà. Ice. Chúng ta thử xem sẽ được cái DNA của con nào nào. Chana, nó có kìa các bạn. Chúng ta được ADN của con chim đu đu. Trời ơi, tưởng gì. Thôi, nhưng mà không sao. Có còn hơn không các bạn ơi. Con chim này thì nó cực kỳ dễ thương luôn. Và rất là ngốc nghếch. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo cái bàn enchant trước nha các bạn. Tập hôm nay mình sẽ tạo luôn cái bàn enchant level 30 nha. Ok, mình đi chuẩn bị những vật liệu cái đã. Ở đây mình sẽ tạo sẽ đi lấy trước obsidian hắc diện thạch. Đổ nước vào nè. Rồi, mình sẽ lấy cái số hắc diện thạch này luôn. Obsidian, tại vì mình có vein miner nên là đi mai rất là nhanh luôn. Vein miner. Mém tí là chết. Ghê quá, ăn một miếng cái đã. Kinh khủng thiệt chứ. Ok, được 32 cục hắc diện thạch rồi. Quá xịn. Rồi, đi về nhà và tiến hành chế tạo thôi các bạn ơi. Kinh khủng thật chứ. Ok, ở đây mình sẽ tạo trước cái cuốn sách này nè. Mình sẽ bỏ kim cương vào. Kim cương và hắc diện thạch. Chúng ta sẽ để công thức như thế này và đã có được cái bàn enchant. Được hình tượng mới rồi kìa. Quá xịn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ thích hợp để mà đặt cái bàn enchant này cái đã. Chắc mình sẽ đặt ở tầng 2 hoặc là tầng 3 gì đấy. Mình xem thử tầng nào nó thích hợp hơn ta. Chỗ này thì nó sao. Thôi, lên tầng trên đi cho nó hấp dẫn. Dù gì thì cái bàn enchant này nó cũng khá là cao cấp mà. Chúng ta sẽ để nó ở chỗ này đi. Bàn enchant. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ cần chế tạo thêm những cái bookshelf. Đây bookshelf đây. Công thức như thế này cần 3 quyển sách và 6 cái ván gỗ để đóng thành những cái kệ sách. Mấy cuốn sách thì chúng ta có thể qua những cái làng để mà lấy nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có thể lấy rất là dễ dàng luôn. Cái nhà này, nhà này không có sách rồi. Mình sẽ cần đi tìm cái nhà khác. Cái nhà này thì có này. Vô lấy thôi. Chúng ta có thể chặt những cái bookshelf. Chặt những cái này ra để chúng ta có được những cuốn sách. Quá đã luôn.
Ok, mình sẽ kiểm tra các cái nhà còn lại. Mấy nhà này thì cũng không có. Trời ơi, có những cái nhà nó cực kỳ nhỏ luôn. Nhà bên đây có không? Cái hy vọng cuối cùng. Trời ơi, nhà này cũng không có luôn. Thôi, để mình đi về căn cứ thôi các bạn ơi. Ok. Về đây chúng ta sẽ tiến hành tạo trước mấy cái bookshelf. À, đi ngủ cái đã. Quên. Đi ngủ trước. À, xong rồi. Để mình lấy gỗ ra nào. Gỗ sồi đi. Đây, có gỗ sồi luôn, rất nhiều gỗ sồi luôn. Cho nó tạo thành ván gỗ. Đó. Bookshelf. Tiến hành tạo thôi các bạn ơi. À, trước tiên mình sẽ tạo mấy cuốn sách trước cái đã. Đây, chúng ta có thể tạo được thêm một cuốn nữa. Dữ tợn chưa. Rồi. À, hình như mình để nó nhầm thì phải. Ba cuốn sách này phải ở giữa nè. Đó. Và như thế này chúng ta sẽ được ta là 7 cái bookshelf, 7 cái kệ sách. Rồi. Chúng ta sẽ lên đây, tiến hành yểm bù cho cái bàn enchant nào. Ok. Phải được tầm 15 cái kệ sách thì chúng ta sẽ có một cái bàn enchant level 30 nha các bạn. Rồi, quá ngon luôn. Cái này nó không có hiện level, không có hiện trước. Thôi, mình sẽ từ từ rồi thử nó sau nha. Ok, bây giờ đi lấy thêm da để làm những cái kệ sách tiếp theo thôi nào các bạn. Ở đây thì mình gặp những em bò, rất là nhiều bò luôn. Mình sẽ tàn sát nó thôi. Tới giờ tàn sát bò rồi kìa. Một con bò nó có thể cho mình từ 2 tới 4 hay là 2 tới 3 cái da gì đó. Có thể là một cái da nữa. Có con này không cho da luôn nè. Trời ơi. Ok, ngon. Bò đây rất là nhiều nha các bạn. Chúng ta có thể giết thoải mái luôn. Đây là những con bò tự nhiên thôi. Đó. Quan trọng là mình đã có bò ở nhà rồi nên chúng ta có thể nhân giống thỏa thích. Ra tự nhiên mà đi giết. Cho nó lẹ luôn. Ok. Ở đây là một nùi bò luôn. Tầm chắc cũng gần 20 con á. Có mấy cái fossil nè. À, để mình dứt thêm mấy con nữa đã. Mình phải còn tầm 24 cái da nữa. Được 12 da rồi. Cổ lên. Tàn sát mấy bò luôn. Chạy hả? Tính chạy hả? Tính chạy đi đâu? Mày tính chạy đi đâu? Em bò này đứng đây nhìn cái gì? Được mười mấy miếng rồi. Mình sẽ đi qua bên kia. Bên kia còn rất là nhiều bò luôn. Tha hồ mà chém giết. Trời ơi. À đây. Mày nè con. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo trước những cái quyển sách nha các bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ tạo trước 24 quyển sách chứ. Mình còn 8 cái kệ sách nữa. Ok, mình thiếu cái này đúng không? Thiếu giấy hả? Rất là đơn giản luôn. Tạo thêm 2 quyển sách nữa nè. Ok. Tiếp theo đó mình sẽ tạo luôn những cái kệ sách. Đó, với công thức như thế này. 8 kệ sách nữa. Rồi, ngon trim rồi. Rồi. Cất đồ. Lên đây mình sẽ sắp xếp những cái kệ sách này thôi các bạn ơi. Ăn một miếng cái đã. Ok, 8 cái kệ sách đây rồi. Mình sẽ lên và cho nó thành cái bàn enchant level 30 luôn. Ok nè. Đó. Nó chỉ tối đa được level 30 thôi các bạn ơi. Nó không có như Hexic. Hexic nó có enchant plus nữa nên được level 72 lận. Ở đây thì mình sẽ tạo luôn những cái cổng địa ngục nha các bạn. Mình sẽ tạo cái cổng xuống địa ngục. Có kích thước là 3x3 nha. Nhìn cho nó đẹp hơn một tí. Ôi, mém tí. Tôi mà chặt lộn là chết luôn rồi. Hên quá. Mình mà chặt nhầm cái kệ sách là phải làm lại nữa đó. Rồi, đúng chỗ này không? Rồi, ok, nó không lệch đúng không? Là sợ nó bị lệch nữa, chết luôn. Ok. Đặt mấy cái obsidian thôi. Rồi, ta-la và thắp lên nào. Thắp lửa lên và chúng ta đã có một cái cổng địa ngục 3x3 rồi. Ok, cùng đi xuống địa ngục thôi các bạn ơi.
Ồ, chúng ta đã mở được cái thành tựu mới là We need to go deeper. Mình sẽ lưu chỗ này là bottle trước nha các bạn. Có gì dễ teleport về hơn. Bottle, đó. Đổi màu nó đi. Ok, ngon rồi. Có mấy cái này được work nè. Mình đang rất cần cái này. Nó vừa để xây dựng cũng như là vừa có thể farm cho chúng ta lên kinh nghiệm nữa đó. Rồi, chỗ này ngon nha. Ok, nói chung xuống cho biết vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ trở về và tiến hành enchant rồi thôi. Ây da, để mình lắp cái chỗ này lại cái đã. Chỗ này thiệt là nguy hiểm. Phải lắp lại hết. Lắp cái này lại hết. Mình sẽ tạo hàng rào luôn cho nó đỡ bị chết chóc. Ok, cái show xe này nữa. Show xe này nó làm mình đi chậm đấy. Rồi, đi về nhà thôi các bạn ơi. Về tới nhà rồi. Quá xịn. Giờ là công việc enchant sắp thôi. À, enchant tool thôi. Và để cấp đầu tiên nha. Của chúng ta sẽ được cái gì? Tada! Paleontology. Trời ơi. Đây là một trong những trong hai cái enchant của mod Fossil and Archaeology nha các bạn. Rất là xịn luôn. Thì công dụng của cái này như thế nào thì một tí nữa mình sẽ đi cho các bạn xem thử nha. Ok. Đây, công dụng của nó như thế này. Nó sẽ đào những cái khối thịt này ra. Chúng ta sẽ có được thêm 90% tỷ lệ nhận được cái biofossil, tức là hóa thạch sinh học. Cũng như là nhận được frozen meat. Rất là xịn luôn. Khi mà đào mấy cái cục này nè, đó chúng ta sẽ được frozen meat cộng 90% tỷ lệ đó, còn biofossil sẽ cộng 90% luôn. Ngoài ra nó còn một cái nữa, đó là enchant archaeology, nhưng mà tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ chúng ta vào trong đây cho nó phân tích mấy cái hóa thạch này cái đã. Nãy mình có đào ra một mớ nè. Các bạn thấy không? Rất là nhiều cái bio fossil luôn. Còn relic craft thì rất là ít ha. Ngoài ra nó còn có frozen meat nữa nè. Frozen meat nó tăng được 90% đấy. Nói chung hai cái engine của mod Fossil Archaeology này nó sẽ tăng theo tỷ lệ là 50, 70 và 90% theo ba cấp độ nha các bạn. Và một cây của mình đang là cấp độ 3 đó. Quá đã luôn. Còn gì bằng nữa. Ok, sắp xếp mấy cái này lại thôi các bạn ơi. Ồ, chúng ta được rất là nhiều đồ luôn. Quá ngon. Nó có thịt gà ở đây nữa nè. Sỏi, than, cát cũng như là xương và bột xương, flint nữa nè. Quá chân đồ luôn. Trời ơi. Chúng ta được một cái DNA nữa của một con kỷ băng hà nữa nè. Xịn nha. Ok, ngon ngon. Cái máy này hết rồi hả? Mình sẽ cho một nửa qua để cho nó cân bằng hơn. Chúng ta lại thêm nữa nè. Quá chừng luôn. Và đã có hóa thạch của T-Rex rồi các bạn ơi. Khủng long bạo chúa. Quá xịn luôn. Ok, thế là còn gì bằng nữa. Rồi, mình đã dọn dẹp xong cái viện nghiên cứu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. À da, chắc mình sẽ đi vào trong đây thu hoạch đi. Ngày hôm nay chưa thu hoạch nè. Đi thu hoạch lúa cái đã. Thu hoạch hết 6 cái nông trại này luôn. Quá đã luôn. Tới giờ thu hoạch, tới giờ thu hoạch rồi các bạn ơi. Ngon stream, ngon stream. Thu hoạch rất là phê luôn. Ok, mình sẽ cất lại đi. Mình đã sửa soạn cho hai cái trang trại cũng như là nông trại rồi. Đây là trứng nè, mình có chia ra thành những cái rương đó, nhìn cho nó gọn gàng hơn. Ok, quá ngon rồi. Vào trong đây coi thử có gì hết. Nãy giờ thì có gì hết không? Wow, rất là nhiều đồ luôn. Mình sẽ tiến hành dọn dẹp thôi các bạn. Quá nhiều đồ rồi. Xương nữa nè. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xuống địa ngục và farm level thôi nha các bạn. Rồi, tập hôm nay mình sẽ tiến hành đi xuống địa ngục luôn.
Nói chung thì video này mình quay tầm 2 tiếng, nhưng mà mình khi edit thì nó sẽ còn nói chung là dưới 1 tiếng thôi, tầm 45 phút, 40 phút trở lên thôi. Cũng không có quá. Các bạn có gì những khúc mà quay nhanh các bạn thông cảm nha. Ok, để mình diệt cái con gắt này cái đã. Con này dám chiến đấu với tao hả? Ai da. Cái mày này con. Ờ, cơ hội, cơ hội. Cũng là giết mày luôn. Mày nè con. Quá ngon rồi. Ok, sẵn xuống đây đào mấy cái needle work luôn. Đào cái này thì nó lên kinh nghiệm rất là nhanh luôn. Nhanh hơn than ở ở trên Overworld nữa các bạn. Ô ô gì đây? Chuột địa ngục hả? Ô ô ô ô. Rat hell. À, hell rat chứ. Kinh khủng vậy. Chuột địa ngục. Ô. Quá là ghê gớm đó. Ok, tiếp tục đào mấy cái này được quất này thôi. Tại đây kinh nghiệm còn rất là nhiều luôn. Phải đi cho nó nhặt cho hết. À, lại thêm mấy cái needle work nữa nè. Lụm sạch hay lụm sạch. Mình đã đủ cấp 30 rồi các bạn ơi. Nói chung đi đào một xíu nữa thôi rồi chúng ta sẽ đi về enchant đồ tiếp. Rồi, đi về enchant đồ thôi. Nói chung là cứ mỗi lần đủ 30 cấp mình sẽ đi enchant đồ đó, như vậy thôi. Ok, đi xuống dưới nào. À quên, đi lên trên nào. Mình nhầm, cái cổng đó mình để ở tầng 2 mà. Ở đây chắc mình sẽ enchant cái tiếp theo. Ồ, siêu thích. Ồ, một cái sản siêu thích. Siêu thích thì cũng được thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Nói chung là cũng quá tốt. Ok, siêu thích. Hai. Mình lại tiếp tục xuống đây và đi farm level. Mỗi lần enchant nó tốn 30 level các bạn ơi. Tại đây là phiên bản 1.7.10 á, nên nó rất là lỗ cho chúng ta luôn về kinh nghiệm á. Trời ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ xuống đây farm đi. Tại vì dưới đây farm nó cũng lên nhanh lắm. Đó, mình sẽ đi vòng vòng kiếm mấy cái netherworld để mà lên cấp cho nó lẹ. Ồ, chỗ này nó... Ồ, có cái con gì đây? Đây có... Ồ, hình như đây là con ngựa địa ngục hả? Nãy có con chuột địa ngục rồi, bây giờ có con ngựa địa ngục nữa. Ghê vậy? Ơ, à, nó rớt ra da nè. À, con này cũng được. Trời ơi, dưới đây hấp dẫn vậy. Cũng được thôi. Ok, sẵn mình sẽ đào luôn. Đào luôn cái này nha. Ồ, oh, lại một con ngựa địa ngục nữa. Con này, mấy con này. Mình đánh mình sợ nó trúng cái con zombie Bitman thôi các bạn ơi. Con này nó hay spawn chung với con zombie Bitman nha. Trời ơi, kinh khủng nha. Con heo mà đi cưỡi con ngựa hả? Chơi gì kỳ quá vậy. Cấp 11 rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, lên rất là nhanh luôn. Sẵn mình qua bên đây đào thêm nữa nè. Đào thêm netherwork, càng nhiều càng tốt thôi. À, nó có mấy cái glowstone ở đây luôn. Sẵn mình sẽ test cái show siêu thích của mình luôn. Chúng ta sẽ đỡ cực hơn trong cái việc lấy glowstone này. Ồ, nó sẽ ra bằng những cái khối glowstone này luôn. Rất là đã. Rất là đã luôn. Khỏi cần phải sợ lỗ nữa. Có siêu thích là rất là tuyệt vời rồi. Mình cũng đang cần một cái nữa, đó chính là fortune nha các bạn. Trời ơi, nhưng mà siêu thích như vậy thì cũng quá ngon rồi đó. Cái này chúng ta có thể dùng để đập kiến ra nữa nè. Nhưng mà giờ thì mình toàn dùng những cái kiến như là reinforced glass thôi, nên nó cũng không có bể cho nó không có bể gì đâu. chỗ này nó có một cái nether fortress hả? Cũng xịn nha. Để mình đào xong mình lên nó khám phá coi thử có gì hot. Ây da, rớt xuống đây nào. Level 16 rồi. Level 16 rồi, quá đã quá đã. Mình sẽ tiến hành leo lên cái Nether Fortress này nha các bạn. À, leo chỗ này đi. Leo lên từ đây luôn nè. Wow, nó cũng khá là cao nha. Tuy nó nằm cách là cũng tầm hai mươi mấy ô, mười mấy đến hai mấy ô, nhưng mà mình cũng khá là sợ đó.
Rơi xuống một phát là chết luôn á. Trời ơi. Ok, mình sẽ lưu chỗ này là Fortress này các bạn. Tức là pháo đài đó. Pháo đài địa ngục. Ok. Cùng đi khám phá xem thử cái Fortress này nó có ẩn chứa mấy cái chết ở trong đây không. Ok. Bên đây thì sao? Ồ, đường tắt hả? Nhưng mà nó có được những cái needle work này quá ngon luôn. Ồ, lên level 19 luôn. Đào một cái khu quặng needle work mà chúng ta lên được 3 level đấy các bạn. Kinh khủng chưa? À. Ok. Đào mình luôn nè con. Quá nhiều ha. Quá nhiều, quá nhiều. Đã thiệt chứ. Chung đi farm đây rất là sướng luôn. À quên, nãy giờ tự nhiên mình dùng cái cúp kim cương làm cái gì vậy? Đáng lẽ nên dùng cái cúp sắt còn hơn. Dùng cúp kim cương nó hao quá. Cúp này chỉ dùng để đào kim cương mà. À không, đào hóa thạch chứ. Tại vì nó có enchant hóa thạch mà. Ok. Đào một phát nữa nào. Trong đây còn nữa nè. Làm một phát nữa luôn. Xịn chưa, xịn chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi khám phá cái Needle Fortress này nha các bạn. Wow, bên kia có cái chỗ để spawn mấy con Blaze. Nhưng mà mình cảm thấy sợ quá. Ây da, chỗ này an toàn không? Chúng ta sẽ liều nhảy xuống đây luôn. Ta-da, không sao hết. Ok, đi qua xem thử mấy con Blaze xem như thế nào nha. Blaze, đây. Đã được một cái thành tựu mới nữa các bạn ơi. Quá xịn. Đến cái lòng spawn đó thì mình sẽ không có đập bỏ đây đâu. Khi nào mà cần thì mình sẽ tiếp tục. Vô trong đây tìm kiếm những cái rương thế nào. Đây có một cái rương nè. Ấy, nó có Flint and Steel và cái yên ngựa. Trời ơi, nãy mình cũng có khám phá mấy cái kim tự tháp, chúng ta cũng được mấy cái yên ngựa. Trời ơi, tặng đồ gì không. Mình đang còn mấy cái Scarab game cơ. Yên ngựa mình đâu có cần đâu. Trời ơi, chết tôi luôn á. Ok. À, mình được cấp 33 rồi kìa. Cũng xịn đấy. Có thể đi về enchant được rồi. Đây. Đào thêm một miếng nữa nè. Cấp 34 luôn. Quá ngon. Ôi, đi về nhà về enchant đồ thôi các bạn ơi. Nãy giờ mình đã có hai món đồ enchant rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ enchant tiếp tục. Tiếp tục enchant. Ok, đi lên tầng cái nào. Đi lên tầng một cái. Giờ mình enchant cái gì ta? Cái rìu, cái kiếm hay là mình làm một cây cúp nữa ta? Đây, cây cúp đây rồi. Ta-da. Archaeology. Lại là một cái enchant nữa các bạn ơi. Thế là chúng ta đã đủ bộ hai cái enchant của mod Fossil and Archaeology rồi. Ngon. Nói chung thì một cái mình đã giải thích cho các bạn rồi. Và cái thứ hai, tí nữa mình sẽ đi cho các bạn kiểm nghiệm luôn nha. Hai cái đều cấp độ 3 hết. Đều tăng 90% hết. Quá tuyệt. Cất mấy cái này lại. Đi ngủ một phát rồi chúng ta sẽ lên đường tiếp thôi các bạn ơi. Ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Quá xịn rồi. Da nữa hả? Xuống đó mình có gặp mấy con bọ cạp địa ngục nữa các bạn ơi. Nói chung con gì nó cũng cho xuống địa ngục được hết. Kinh khủng thiệt. Mà có cái con ngựa địa ngục là mình hơi bị sợ rồi đó. Thì da. Mình đi lộn đường. Quên. Tưởng nó nằm ở tầng 3. Trời ơi. Ok, đi nào. Lại đi tiếp tục nè các bạn. Đây mình sẽ lấy cái cúp sắt đi. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái cúp bằng sắt nữa. Đó. Vậy cho nó tiện. Chứ đào bằng cúp kim cương nó bị hao phí quá. Chúng ta phải dùng để mà đào hóa thạch thôi. Rồi. Ây da, ây da. Lại con này. Ui, con gát đâu bắn mình nữa vậy. Ây da, con gát này. Con gát này láo quá. Dứt con ngựa xong rồi, để mình đi dứt nó luôn. Gát hả mày? Mày nè. Ây da, sao nó không chết? Lần này mày. Sao mà né được nữa. Chúng ta được một cái thành tựu mới rồi các bạn ơi. Quá đã.
Thành tựu này chúng ta có thể đạt được khi mà đánh bay cái quả cầu lửa về và làm chết cái con gắt nha. Quá xịn quá xịn. Ngon chim rồi. Ồ, cấp 29 rồi hả? Nhanh quá vậy. Mình đào luôn cho nó lên cấp 30. Về mình còn engine cái rìu và cái kiếm nữa. Rồi, đi về. Đâu rồi? Đây đây đây. Tự nhiên nó bị ẩn mất tiêu. Đây. Đi về engine cái rìu và cái kiếm nữa các bạn. Chúng ta đã về tới nhà rồi. Ở đây mình sẽ tiến hành engine cái rìu trước đi nha. Thử nó sẽ được cái gì. Ui siêu thích nữa. Siêu thích thì nó cũng quá tuyệt luôn. Nhưng mà tại sao nó lại có sáp nợt ở đây. Sáp nợt phải cho cây kiếm chứ. Ơi ơi. Sáp nợt mà cho cây rìu thì làm ăn gì đây. Thôi cũng kệ các bạn ơi. Thiệt đáo đồng. Để mình tạo luôn một cái cúp bằng sắt nữa nha. Đào rất là hao luôn đó. Ok, lại em gát này nó gây chuyện với mình tiếp các bạn ơi. Nãy giờ mình với nó đánh nhau quá chừng luôn. Trời ơi, các bạn thấy không, bãi chiến trường của nó đây nè. Con này xuống đây. Ây da, sao mình bị cháy vậy? Chắc mình đạp trúng ngọn lửa. Ây da, con này. Mày có vẻ ghê gớm đấy, tao chơi tay đôi với mày luôn nè. Chơi tay đôi. Nó ghê quá các bạn ơi. Chơi tay đôi với nó luôn nè. Mày lại đây. Mày lại đây. Trời ơi. Mày lại đây. Mình không sợ nó đâu. Mày hả con? Mày hả con? Chết mày rồi. Mày nè. Mày nè. Ây da, con này khó 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 mà sơi được đấy. Ơi đạo đó nha. Rồi để mình qua mình cận chiến luôn nha các bạn. Con gái này láo nha. Qua tôi cận chiến mình luôn nè. Mày. Yes. Quá tuyệt, chúng ta lại lặp lại kỷ lục một lần nữa rồi. Ok, giờ mình sẵn đi đào thêm một mớ Nether Wart cũng như là farm kinh nghiệm nha. Ồ, Nether Wart nằm ở đâu? Nằm đây nè. Ồ, lại có thêm một đống nữa rồi. Lên cấp quá chừng luôn. Ok, chúng ta đã farm nãy giờ được tới level 30 luôn rồi. Đi về thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lưu chỗ này là continue con thôi, tức là cái nơi mình để tiếp tục á. Đó, lần sau mình sẽ quay trở lại. Ok, về thôi về thôi. Về mình enchant cái kiếm nữa. Ai da ai da. Ôi cái con chuột của tôi. Tưởng nó bị cái gì chứ. Trời ơi. Đây rồi đây rồi. Enchant cái kiếm. Ồ được loot tin. Ồ loot tin này nó rất là tốt nha các bạn. Nó sẽ nâng cái số vật phẩm mà con mod nó rớt xuống. Ồ rất là đã luôn. Ok đi ngủ phát nào. Hôm nay là quá đã rồi. quá tuyệt luôn. Rồi. Sau khi đã có hết đủ 5 vật phẩm enchant. Ồ nãy giờ là 5 cấp 30 luôn. 5 cấp 30 luôn quá tuyệt. Tại vì mình lên được cấp 30 mình sẽ enchant cho nó xuống cấp. Nên chúng ta sẽ lên cấp rất là mau. Chứ mà để lên cấp 60 nó sẽ lâu hơn là lên cấp 30 đó nha các bạn. Đây, ở đây mình sẽ tiến hành tạo mấy cái dây trước đã. Nãy mình có giết mấy con bò cạp. Giết mấy con bò cạp địa ngục nên nó được mấy cái này nè. Được một cái dây rồi, hai cái dây. Sẽ đi dắt mấy con bò đi nha các bạn. Này ra mấy con này. Để tôi dắt cái con bò đi cái đã. Dắt con nào đi ta? Mình sẽ dí một con. Dắt con này đi ha. Ây da, đi tùm lum hả mày? Dắt ra, dắt ra. Đừng có đi lung tung. Đúng rồi, phải nghe lời như vậy chứ. Rồi, đủ rồi. Có được con bò rồi, mình sẽ qua đây. Thì cái con bò này nó sẽ
cũng giúp chúng ta thực hiện cái việc hồi sinh khủng long bằng cách nó cho ra sữa nha các bạn. Và sữa thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái Cutervat, mấy cái xanh xanh đó đó. Mình sẽ kiếm cái chỗ để đi. Hay để ở ngoài đi ta. Để ở ngoài đây đi. Đó, để đâu tầm chỗ này nè. Nó rất là được luôn. Ok. Ngon dream. Mình sẽ khóa nó lại. Khóa nó lại. Đó, vậy mới sướng chứ. Rồi, lấy lại cái dây thôi. Lấy lại cái cọng dây cho nó đỡ đỡ phải mà quằn quại. Nhốt nó trong đây, chúng ta cần thì sẽ đi ra đây lấy sữa nha các bạn. Quá tuyệt rồi. Khóa mày lại nè con. Ok, thế là chúng ta đã có được một cái máy sữa, máy cho ra sữa vô hạn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi test cho các bạn thấy sức mạnh của Lutin. Đây, đó, nó sẽ rớt rất là nhiều Slam Ball các bạn thấy không? Bình thường thì nó sẽ rớt tới 1-2 cục thôi, bây giờ nó rớt rất là nhiều luôn. Nó cộng thêm nữa nha các bạn. Đó là sức mạnh của cây kiếm của mình. Cây kiếm mình nó có cái engine Lutin nhưng mà hồi nãy mình có nói đó. Còn đây là cây cúp mà nó có Archaeology. Hình như mình đã đào được rồi nè. Đó, Scarab Game. Cây Archaeology này thì nó sẽ cho ra Scarab Game nè, cộng 90%. Ôi, mấy con này sao đông quá vậy. Cũng như là nó tăng tỷ lệ rớt mấy cái Relic Grab nha các bạn. Đó, một cái là Biofossil, một cái là Relic Grab. Nói chung là rất là tuyệt luôn. Những cái enchant này thì các bạn có thể lên trang Fossil and Archaeology.wikia để mà đọc nha. Ok. Hai con phù thủy với lại hai con skeleton ở đây, sao nó làm gì ghê quá vậy. Trời ơi. May quá, may là cái thuốc độc của nó không có ngắm. Nó không có giết mình, nó chỉ làm cho mình giảm còn có một máu thôi. Hên vậy. Không là tôi đi đời luôn rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy con nhện nha các bạn. Mình cũng đang cần chỉ để mà làm thêm những cái ba lô bự. Ui, kiếm Lutin này. Được 4 cái tơ nhện luôn nè. Được thêm 2 cái Spider Eye nữa nè. Quá xịn. Các bạn thấy không, sức mạnh của Lutin. Những cái engine mà chúng ta phải tốn 30 cấp, tốn 5-10 phút để mà đi đào Nether World đó. Nó thật là đáng đồng tiền bát gạo mà. May nè. Nó rớt thêm mình 4 cái cọng chỉ nữa kìa. Quá xịn luôn. Rồi. Con Reaper hả? Ây da da. Mày tính nổ tao hả? Nó cho mình cũng khá là nhiều Gun Powder luôn kìa. Nói chung là các cái loại item nào mà từ mod á, nó đều rớt rất là nhiều luôn. Cái này là chúng ta cũng có thể lời được cái số da cũng như là thịt mà khi chém những con động vật khác nữa nè các bạn. Quá ngon luôn. Ok. Rồi, bên đây không còn con nhện nào ở đây hết vậy. Mình phải đi kiếm vài con mới được. Hôm nay chúng ta sẽ tàn sát luôn. Đêm hôm nay sẽ là đêm sáng nhất của bọn quái vật. Sẽ đi đốt tụi nó, giết tụi nó luôn. Ây da, ây da. Đây là con skeleton bạc nha các bạn. Con này khá là nguy hiểm đó. Silver skeleton. Ok, ăn miếng bánh mì nào. Có con bọ cạp ở đây luôn. Con này nó chích độc mình luôn. Mà chích được có mỗi tí mà nó chết rồi. Mấy con bọ cạp này nếu mà may các bạn rớt ra cái trứng á, rớt ra mấy con bọ cạp con á, chúng ta có thể thu phục được luôn á. Có thể dùng nó làm vật nuôi á, quá đã luôn á. Ai da da. Hai em skeleton này đứng đây hú hí hả? Chết tụi mày rồi. Ok, qua vùng sa mạc kiếm nhện thôi các bạn ơi. Vùng kia nó tối quá, qua đây cho nó sáng. Lại có thêm chỉ. Nói chung là tầm 8 miếng da, tức là 7 x 8 là 56. 56 cộng chỉ chúng ta sẽ được một cái ba lô bự nha. 56 cộng chỉ và 18 cái và 16 cái da bò, chúng ta sẽ có được một cái ba lô bự. Nên chúng ta sẽ cố gắng mà farm thôi. Mình sẽ đi vòng vòng đây mà kiếm nhện nha các bạn. Cái vùng sa mạc này thì quái nó nhìn cũng rất là dễ hơn luôn rồi. Lại có nhện. Tới đây, tới đây.
Mấy con nhện thì nó đánh mình nó hay nhảy tới lắm, rất là kinh. Em mấy em zombie này, mày muốn cái gì, mày muốn cái gì, nó cũng rớt ra nhiều thịt thối luôn kìa, bạn thấy không, đồ rất là nhiều luôn, quá sướng. Ồ, có một ngôi làng đây luôn. Ồ, ngôi làng này thì chắc trời sáng mình sẽ vào xem nữa ha. Bây giờ thì đi giết nhện trước cái đã. Nhện nó đang rất là nhiều đây nè. Ồ, quá đã, quá đã. Ồ, lại nữa nè. Nhện nhiều quá ta. Trời ơi. Vậy mới xịn chứ. Mày. Ây da, Skeleton nhiều quá. Ba bốn con luôn. Ây da, đánh hơi bị đau đó. Hình như có con nó rớt cho mình mấy cây cung rồi đó. À, mình nói luôn là cái enchant looting này nè, nó cũng rớt ra những vật phẩm hiếm và những vật phẩm mà mấy con zombie nó đang cầm lên, cầm trên tay, cũng như là giáp, giáp mà mấy con zombie hay là skeleton nó mặc khi chiến đấu luôn nha các bạn. Nó cũng rất là hay đó. Mà mình đang có looting 3 luôn à. Cộng với hai cái engine của mod full sồi Nakelotri 3 nữa, còn là gì bằng nữa. Trời ơi, ngoài ra mình còn có thêm hai cái vật phẩm siêu thích nữa, đó chính là cái rìu và cái cây xẻng. Ngày hôm nay quá là tuyệt luôn rồi. Chắc trong tập sau mình sẽ tiến hành hồi sinh một em khủng long, một loài khủng long quá. Ồ, có con sói đây luôn hả? Con sói này có phải là cái con mà cắn biến bọn nhân loại thành người sói không vậy? Tại vì trong cái game của mình nó cũng có người sói nữa các bạn ơi, ghê lắm. Nhện, nhện nè, rất nhiều đồ đó. Ây da, đau đau đau. Trời. Này đừng có dí tôi bắn nữa mà, sao cái skeleton đông quá vậy? Tôi cần nhện mà. Ồ, đây đây, nhện đây rồi. Quả giết con này. Ây da, có con Reaper ở đây như vậy. Ghê quá. Ok, ngôi làng này tự nhiên nó được bao bọc bởi nước các bạn ơi. Một cái điều quá là thuận lợi cho mình luôn, vì ở trên đây thì nước, có nước thì sẽ có những con mực nha. Đó. Rất là đã luôn. Có mực thì càng tốt thôi. Chúng ta có thể farm được những cái túi mực mình đang rất là cần để mà làm những cái black wool. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video để ủng hộ mình thật là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.